Bây giờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu chi tiết những hiện tượng xảy ra ở điện cực. Xét trường hợp điện phân dung dịch CuS4 với hai điện cực bằng đồng. Bình điện phân này thuộc loại đơn giản nhất vì chất tan là muối của kim loại dùng làm điện cực. Khi có dòng điện chạy qua, cation Cu2+ chạy về cathode và nhận electron từ nguồn điện đi tới. Ta có Cu2+ cộng thêm 2 electron và trở thành nguyên tử đồng. Đồng hình thành ở cathode sẽ bám vào cực này các em ạ. Còn ở phía anode, electron bị kéo về cực dương của nguồn điện, tạo điều kiện hình thành ion Cu2+ trên bề mặt tiếp xúc với dung dịch. Khi anion SO42- chạy về anode, nó kéo ion Cu2+ vào dung dịch. Như vậy, đồng ở anode sẽ tan dần vào trong dung dịch. Vậy ta có nhận xét rằng, ở phía cathode thì có một lớp đồng hình thành, bám vào cathode. Còn ở phía anode thì đồng sẽ tan dần vào trong dung dịch. Và hiện tượng đồng ở anode tan dần vào dung dịch như vậy, người ta gọi là hiện tượng dương cực tan. Và các hiện tượng diễn ra ở anode và cathode trong bình điện phân này là cùng một phản ứng cân bằng, nhưng xảy ra theo hai chiều ngược nhau, các em ạ. Nếu phản ứng diễn ra theo chiều này là thu năng lượng, thì phản ứng diễn ra theo chiều ngược lại là tỏa năng lượng. Nên tổng cộng lại điện năng không bị tiêu hao trong các quá trình phân tích các chất, mà chỉ bị tiêu hao vì tỏa nhiệt. Vì thế ta nói rằng bình điện phân dương cực tan đóng vai trò như một điện trở trong mạch điện. Tiếp theo, ta xét trường hợp điện phân dung dịch H2S4 với điện cực bằng graphite. Phân tử H2S4 bị phân ly thành ion H+ và ion SO42-. Còn graphite được tạo thành từ các nguyên tử carbon, có khả năng dẫn điện nhưng không tạo thành ion có thể tan vào dung dịch khi điện phân. Khi có điện trường trong bình điện phân, ion H+ bị đẩy về phía cathode. Sau đó, các ion H+ sẽ nhận electron ở cathode theo phản ứng như sau. Còn các ion SO42- bị đẩy về phía anode, gây ra mất cân bằng về nồng độ các ion ở gần điện cực. Và quanh anode, nước phân ly thành ion H+ và OH-. Khi đó, các ion OH- sẽ nhường electron cho anode theo phản ứng như sau. Vậy ở phía cathode có khí hydro bay lên, còn ở phía anode có khí oxy bay lên. Các em chú ý rằng ban đầu ở hai ống nghiệm úp ngược này có chứa đầy dung dịch H2S4. Tuy nhiên, khi có các khí oxy và hydro bay lên thì nó đã đẩy cột dung dịch tụt xuống. Vậy đối với bình điện phân này chỉ có nước bị phân tách thành hydro và oxy thôi các em ạ. Và năng lượng dùng để thực hiện việc phân tách lấy từ năng lượng của dòng điện. Vậy ta thấy rằng khác với bình điện phân dương cực tan thì bình điện phân điện cực trơ có tiêu thụ điện năng vào việc phân tích các chất. Và lượng điện năng mà bình điện phân này tiêu thụ được xác định theo công thức V kép bằng EP nhân IT. Với EP được gọi là suất phản điện của bình điện phân. Giá trị của nó phụ thuộc vào bản chất của điện cực và chất điện phân và được đo bằng vôn. Để ghi nhớ những kiến thức vừa học, các em hãy trả lời câu hỏi tương tác sau nhé. Ta cùng tìm hiểu về các định luật Faraday. Định luật Faraday thứ nhất, khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỷ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó, M bằng K nhân Q. Trong đó, M là khối lượng vật chất giải phóng ở điện cực, đơn vị đo là gam. Q là điện lượng chạy qua bình điện phân, đơn vị coulomb. Và K được gọi là đương lượng điện hóa của chất được giải phóng ở điện cực. Định luật Faraday thứ hai, đương lượng điện hóa K của một nguyên tố tỷ lệ với đương lượng gam A trên N của nguyên tố đó. Hệ số tỷ lệ là 1 trên F. Trong đó,
F gọi là số Faraday. Ta có K bằng 1 trên F nhân A trên N. Và bằng thí nghiệm, người ta thấy rằng nếu cường độ dòng điện I tính bằng ampe, thời gian T tính bằng giây, thì số Faraday F bằng 96.494 coulomb trên mol. Và khi làm các bài tập tính toán thì người ta thường lấy chẵn là F bằng 96.500 coulomb trên mol, các em ạ. Vậy, ta có khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực là M bằng K nhân Q, còn đương lượng điện hóa K thì bằng 1 trên F nhân A trên N. Và điện lượng Q thì bằng I nhân T giống như ta đã học. Kết hợp lại, ta được công thức Faraday chính là M bằng 1 trên F nhân A trên N nhân IT. Các em hãy ghi nhớ công thức này nhé. Đây là một công thức sẽ được sử dụng thường xuyên khi chúng ta làm các bài tập về dòng điện trong chất điện phân. Ta hãy cùng làm ví dụ sau. Một bình điện phân đựng dung dịch COSO4 với anode bằng đồng. Điện trở của bình điện phân là R bằng 10 ohm. Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U bằng 40V. A. Xác định cường độ dòng điện đi qua bình điện phân. B. Xác định lượng đồng bám vào cathode sau 1 giờ 4 phút 20 giây. Cho biết đối với đồng, A bằng 64 và N bằng 2. Ta có thể tóm tắt bài tập này như sau. Các em chú ý rằng thời gian các em phải đổi về giây. Với 1 giờ thì bằng 60 phút hay bằng 3.600 giây. Còn 1 phút bằng 60 giây. Vậy 1 giờ 4 phút 20 giây thì chính bằng 3.860 giây. Câu A, xác định cường độ dòng điện đi qua bình điện phân. Ta đã biết điện trở của bình điện phân và hiệu điện thế đặt vào hai đầu bình điện phân. Vậy áp dụng định luật ôm đối với đoạn mạch, ta có I bằng U trên R và thay số, ta được cường độ dòng điện I bằng 4A. Câu B yêu cầu xác định lượng đồng bám vào cathode. Áp dụng công thức Faraday mà các em vừa học, ta có M bằng 1 trên F nhân A trên N nhân I, T. Vậy các em hãy dựa vào những dữ kiện đề bài đã cho và tính lượng đồng bám vào cathode sau 1 giờ 4 phút 20 giây nhé. Các em đã làm rất tốt. Ta ghi nhớ rằng trong các bài tập tính toán thì F thường được lấy là 96.500 coulomb trên mol. A bằng 64, N bằng 2, cường độ dòng điện I bằng 4 và thời gian T bằng 3.860. Cuối cùng ta sẽ được lượng đồng bám vào cathode chính là 5,12 gam. Các em chú ý đơn vị đo khối lượng ở đây là gam nhé. Ở phần cuối cùng, ta sẽ cùng tìm hiểu về ứng dụng của hiện tượng điện phân. Đầu tiên, đó là luyện nhôm. Công nghệ luyện nhôm chủ yếu dựa vào hiện tượng điện phân quặng nhôm nóng chảy, các em ạ. Quặng nhôm phổ biến là bôxit dầu nhôm, oxit Al2O3. Al2O3 có nhiệt độ nóng chảy rất cao, vào cỡ 2050 độ C. Vì vậy, thay vì cố làm Al2O3 nóng chảy ở nhiệt độ cao như vậy, thì người ta pha thêm vào quặng nhôm một lượng quặng cryolit Na3AlF6 để hạ nhiệt độ nóng chảy xuống còn khoảng 950 độ C. Bể điện phân có điện cực bằng than, dòng điện chạy qua bể điện phân khoảng 10 mũ 4A. Năng lượng điện tỏa ra trong bể điện phân giữ cho hỗn hợp quặng luôn luôn nóng chảy. Và vì dòng điện chạy qua bể điện phân rất lớn, nên điện năng nó tiêu thụ cũng rất lớn. Đó là lý do mà giá thành của nhôm lại cao. Và đây là hình ảnh của một bể điện phân để sản xuất nhôm trong thực tế, các em ạ. Một ứng dụng khác của hiện tượng điện phân chính là mạ điện. Để tăng vẻ đẹp và chống rỉ cho các đồ dùng thường ngày bằng kim loại, thì người ta thường mạ lên chúng một lớp kim loại trơ. Đối với các vật dụng lớn bằng thép thì thường mạ niken.
còn đối với đồ mỹ nghệ thì mạ bạc vàng. Công nghệ mạ thường dùng là công nghệ điện phân. Bể điện phân lúc này gọi là bể mạ, có anốt là một tấm kim loại để mạ, còn cátốt là vật cần mạ. Giả sử ta muốn mạ đồng cho một vật kim loại, thì đồng sẽ được sử dụng làm anốt, còn vật cần mạ sẽ được sử dụng để làm cátốt ke mạ. Dung dịch điện phân thường làm dung dịch muối kim loại để mạ. Ở đây ta muốn mạ đồng nên dung dịch ta sử dụng sẽ là muối của đồng, có thể là CuSO4. Dòng điện qua bề mạ được chọn một cách thích hợp để đảm bảo chất lượng của lớp mạ. Và khi mạ các vật dụng phức tạp thì người ta còn phải quay vật trong lúc mạ để lớp mạ được đều. Như vậy, hôm nay ta đã cùng nhau tìm hiểu về dòng điện trong chất điện phân, hiện tượng dương cực tan và các định luật Faraday. Kem hãy ghi nhớ những nội dung chính này nhé. Xin cảm ơn Kem đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của trang web olm.vn.